Xin chào anh chị các bạn. Video trước tôi đã hướng dẫn chị các bạn cách mình thiết kế cái trang chủ dùng UX Builder, mình kéo thả thiết kế cái trang chủ xong rồi đúng không? Thì video hôm nay hướng dẫn tiếp anh chị các bạn, mình sẽ làm tiếp cái phần là submenu. Submenu mình sẽ có hai dạng submenu, là submenu dạng mega. Mega dạng này là có hình và được chia cột như thế này. Cái dạng submenu thứ hai là dạng submenu dạng drop down menu nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vô ha. Thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ quay vô trang quản trị mình trước đây. Để làm được cái sub mega menu đó, thì đầu tiên mình phải thiết kế cho mình một cái sub mega menu trước. Mình sử dụng cái lock ở trong cái website này để mình thiết kế, cái là cái UX lock đây. UX lock thì mình sẽ tạo một chuyên mục đi cho dễ quản lý. Chuyên mục là menu footer của tạo rồi, bây giờ tạo menu 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 hay là thêm, rồi sau đó mình mới thêm một cái UX lock mới vô nha. Đây mình sẽ thêm một cái UX lock mới vô là mega menu ha. Là mega menu shop này. Rồi okay. Mình cho vô một là menu đang lên đó. Rồi sau đó mình sẽ dùng UX Builder đây thiết kế một cái mình có thể tự thiết kế, cũng mình có thể sử dụng Lightroom Studio cho nhanh. Ở đây tôi hướng dẫn các bạn sử dụng Lightroom Studio Element, Lightroom Studio, và mình sẽ chọn cho mình ở đây có nhiều cái nhưng mình chọn cái đúng cái gọi là drop down mega menu nè. Ở đây dạng này cũng được, dạng này đó, ở dạng này đó, dạng này cũng được tùy ha. Ở đây tôi sẽ chọn cho tôi cái dạng dạng này đi, dạng giống như demo và dạng này nha. Import vô. Rồi nó ra. Rồi sau đó mình sẽ vô đây mình coi, đầu tiên là chăm sóc da mặt đúng không? Viên uống bổ sung hai bên đúng không? Thì đây mình có chuột vô và chăm sóc da mặt dán vô đây. Đó, mình dán đường link vô luôn nhé. Đây có đường link, mình sẽ là thêm liên kết đây nè. Thêm liên kết là bỏ đường link vô đây luôn. Ừ. Ok. Còn nếu mà ở đây đó, mình copy qua thì sẽ có cái bỏ đây luôn. Thôi rồi. Đó là nó không có cái gạch dưới nha. Apply bên đây là gì đây? Mình uống bổ sung copy qua luôn. Về vô có nè, bỏ này đi luôn. Rồi, ok. Rồi. Gắn lên vô luôn ha. Rồi trong đây có hình banner, lúc đầu chuột có thay hình banner luôn. Chăm sóc da mặt thì mình lấy hình nào đây? Chăm sóc da mặt thì lấy đây. Hình này cũng được, tùy theo lúc lấy hình nào lấy này đi. Đấy. Rồi, mình sẽ lấy tiếp hình thứ hai. Ở đây là biến bổ sung. Biến uống bổ sung thì mình thấy hình nào liên quan đến viên uống bổ sung. Viên uống bổ sung là vui. Đây đi. Đó, ở đây cũng được. Đó, đây đi, tôi chọn hình này. Đó. Rồi, sau đó tôi apply và ok, tiếp theo tôi làm những cái carry kế tiếp con là chống lão quá nè. Đây vẫn không được đúng không, mình vô đây đi làm tiếp ha. Ví dụ chống nắng nè, ví dụ tôi làm tiếp đi, tôi làm tiếp đọc vài cái ha. Chống nắng nè, lên vô chống nắng là cái gì, carry chống nắng chống nắng nha, lên vô chống nắng rồi
theo là giảm mụn nè. Đó. Đây mình sẽ cho giảm mụn luôn. Mụn. Rồi giảm nám. Nám ha. Giảm nám. Giảm nám. Rồi ok, apply luôn, giảm nám xong rồi là làm trắng da. Làm trắng da y vậy, mình cũng đi to chuột vô. Rồi, bỏ vô y vậy. Cũng thay y vậy ha. Rồi, sửa rửa mặt y vậy luôn. Này có dấu bà thì cũng ra, mình bỏ dấu bà thì sẽ ra. Rồi sau đó trang điểm, đây mình đúp cái này lên, này thiếu đúng không, cái cây lên chén này vô, xóa này đi. Rồi xong bên này, bên đây cũng vậy, bên đây mình cũng làm giống y vậy ha. Bên đây mình cũng thay y vậy thế. Đây cũng có mấy cái thôi. Da tăng cường sức khỏe nè. Không có dấu bà không được, bỏ dấu bà mình sợ gần đúng đi. Đó, nó cũng ra đó. Rồi. Ngồi trẻ quá làn da. Rồi. Rồi mấy ký này mình cũng cần thiết là mình bỏ đi luôn. Trong nắng, ví dụ cái này là mình để, muốn để label gì mình để sale hot hay gì đó đi, trong nắng là hot đi, ví dụ đi là new, ví dụ đây mình để đây, để nhãn này nha. Rồi sau khi xong rồi là mình lấy lại đóng rồi. Rồi ở đây là mình có thể chỉnh lại cái button ở đây đây ha. Mình chỉnh là cái button này mình cho nó nhỏ lại thôi, cho nó sao không cho nó rộng ra để mà mình cho nó được cái dài, tại vì đây mình không thấy nó dài quá, đưa vô nó cũng đủ màn hình. Rồi xong đúng không, sau khi xong rồi á thì mình thoát ra, mình lưu lại, mình thoát ra, mình ra ngoài mình coi lại, mình mới gọi cái shop này nè, mình gọi cái mega menu này ra. Thì để gọi được cái mega menu này ra thì mình sẽ vô cái chỗ là menu một, vào vô cái menu đây. Hai á, vô đây cũng được nha. Hai là mình sẽ vô, nếu mà trong quản trị đúng là mình sẽ vô là giao diện nè, menu đó. Ừ. Hai cách vô ha. Vô đây thì mình sẽ ngay chỗ shop đây nè đó, mình sẽ chọn ở dưới lock gì, lock là mega đó. Design default luôn. Rồi xong mình view lên thử coi. View thử coi sao. Nó ra như vậy. Thì bây giờ mình chỉnh sửa kích thước lại nha. Kích thước ở đây nó hiển thị thì kiểu này mình sửa lại sổ này ra. Default đây mình để default làm để là custom size đi ha. Custom size thì mình để khoảng 900. Đó. Hay thì mình để auto, hay mình gọi để đi, nó tự auto. Rồi. Đó, sao như vậy? Ừ, nó ra như vậy. Rồi. Rồi, nhưng mà đối với mega menu này, nếu mà mình trên điện thoại, vô đây tôi cho thử trên điện thoại đi. Tôi thử set trên điện thoại, test trên điện thoại nha. Test trên điện thoại thì cái mega menu này nó ở đây shop này nó không có, thì chỉ hiển thị trên máy tính à. Thì bây giờ mình muốn đưa cái này ra điện thoại thì làm sao, thì mình phải tạo một menu riêng dành cho điện thoại nữa nghe. Menu này hiện tại là menu mình để là menu main menu thôi, điện thoại thì mình chưa. Bây giờ mình làm thêm một cái menu dành cho riêng cho điện thoại thì mình sẽ tạo menu mới nè. Tạo menu mới. Rồi sau đó menu mobile.
menu mobile. Cái menu mobile thì mình đưa vô menu mobile. Rồi mình tạo. Tạo rồi sau đó mình kéo menu mobile, mình cần menu gì thì mình bỏ vô. Ví dụ menu mobile cũng giống như menu trên trên máy tính thôi. Trang chủ, giới thiệu, liên hệ, shop và tin tức, đúng không? Tin tức là chuyên mục, cái này chuyên mục là tin tư vấn làm đẹp đây đó, thì mình ráp vô. Liên hệ mình để cuối đi ha, sorry đó, giới thiệu tư vấn làm đẹp, shop giới thiệu rồi rồi luôn. Nhưng mà cái sub menu á thì mình sẽ bỏ cái sub menu ở đây, mình sẽ kiếm cái chuyên mục, mình bỏ ra chị chọn nè, mình show là danh mục sản phẩm ra ha. Đó. Rồi danh mục sản phẩm này danh mục không có, dù mình đưa là chăm sóc da mặt, đưa qua nha. Đó, chăm sóc đưa qua thì đây mình sẽ đưa vô chăm sóc da mặt, bỏ cho giảm mụn, mình đưa vô kéo vô đúng thứ tự. Ở đây tôi làm lẹ ha. Đó, rồi chăm sóc da mặt mình sẽ đưa vô đây một cái. Cái thứ hai mình muốn bổ sung cũng vậy. Rồi đây qua đây. Đi vô. Rồi xong. Đây mình chỉ chọn là menu mobile thôi ha. Rồi qua đây mình check lại. Rồi F5 nó lại. Mình check ở trên máy tính là vậy, nhưng mà ở trên điện thoại thì nó là khác một chút nha. Cái điện thoại thì mình lắp ở đây. Shop này mình sổ ra thì mình thấy là những cái menu nó đủ ha. Đó. Đó. Rồi muốn layout trên điện thoại nó hiển thị khác chút thì mình vô thay option nè. Thay option đây mình chỉnh thêm đấy. Muốn ở trên điện thoại cái menu ở layout nó chỉnh nó hiện khác chút thì mình sửa. Đó. Mình sửa lại. Sửa lại mình vô header nè. Rồi menu mobile overlay nè, mình chấm bấm vào cái điện thoại ở đây, mình muốn cái nào mà hình tròn, hình vuông, hình méo này. Đây cho hình tròn đi, vô đây thì cái chỗ này hiển thị cho mình hình tròn đó. Mình muốn cái nằm bên sao tường cho nó càng nằm ở đây đi, cái menu nằm đây. Thường ta bấm điện thoại, ta bấm tay nào, tay trái tay phải, thường cầm điện thoại tay trái đúng không, bấm nhiều hơn đó, cầm tay phải gì đó. Theo mình nghĩ là nên để ta cầm điện thoại tay phải hay tay trái thì mình thích, thường cầm điện thoại tay phải thì mình để bên phải. Thì đa số thì mình thấy cầm điện thoại tay phải, bấm bên ngón cái phải nhiều hơn, mình để vậy đi. Chúng ta bấm bên đây, khi bấm bên đây thì nó sẽ đẩy qua, nó sẽ đẩy ra cái này, như mình chọn cái này ngay giữa nè. Ở đây những cái này sổ ra là những cái gì, cái nào cần thì mình để social icon nè, menu cao, search, search form. Đi nó tao bỏ đi, mình chỉ cần nhiêu đây thôi. Cao thì ở đây, tao để dưới đi. Rồi đây, bấm nữa rồi. Nó đang vậy này, nó thấy chưa? Nó đang như thế này. Cái này là cái chỉnh cái chiều cao header. Đó. Rồi còn để bên này thì nó qua bên đây. Nha. Mọi cái gì như vậy thôi. Đó, là đang. Đó là mình làm cái menu vừa mobile và menu bên trên iPad và trên máy tính bàn, laptop nha. Rồi, đó là xong phần menu. Đó, menu xong nha. Đây, menu xong. Rồi, kết thúc video đây. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.